Sam và anh Đức cùng nhau bắt được hoa cưới trong hôn lễ Diệu Nhi. Cả dàn sao đẩy thuyền, tích cực nhất là bạn thân Trấn Thành. Trời ơi! Bà Sam! Sam với anh Đức cùng lên một lần, biết đâu đó là một hôn lễ trong tương lai. Ôi, một cặp tình nhân thật là xinh đẹp. Diệu Nhi anh Tú đã tổ chức hôn lễ thiêng liêng tại Phan Thiết. Sau thời gian dài yêu nhau thì cuối cùng cặp đôi cũng về chung một nhà và cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình. Sau những chia sẻ cảm động, cả hai đã tiến đến phần được nhiều người trông chờ là màn tung hoa cưới. Theo chia sẻ của Lê Giang, Sam đã tháo cả guốc để chạy lên xếp hàng chụp hoa và cuối cùng trở thành một trong những người may mắn bắt được hoa cưới cùng với anh Đức. Theo đó, người đẹp nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là sự ghép cặp của Trấn Thành. Ai cũng hy vọng rằng biết đâu Sam sẽ chính là người tiếp bước Diệu Nhi, khoác lên mình bộ váy cưới và sánh đôi cùng tình yêu của mình đến lễ đường. Ngoài ra, anh Đức cũng có thể là sao nam tiếp tục cho Vbiz uống rượu ngọt trong thời gian sắp tới. Có lẽ Trấn Thành là người bạn có tâm nhất quả đất khi luôn mong muốn cậu bạn thân anh Đức của mình tìm được hạnh phúc, có người ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc hàng ngày. Chính vì vậy mà nếu có cơ hội xe duyên cho anh Đức, Trấn Thành sẽ sẵn sàng rao bán bất chấp đi đến đâu. Ông xã Harry Won cũng đề cập cậu bạn thân với tất cả những cô gái mình gặp, và khi dẫn chương trình hay tham gia game show cũng vậy, Trấn Thành đã không bỏ qua cơ hội giới thiệu người bạn của mình với các nữ nghệ sĩ tham gia chương trình tại Nhanh Như Chớp Nhí tập 4 với sự góp mặt của khách mời là Sam Asin đã có dịp mai mối cô với anh Đức khiến người xem chỉ biết phì cười thích thú. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trấn Thành mai mối cho anh Đức, khi trước đó đã rất nhiều lần nam danh hài mong muốn tìm một nửa cho người bạn của mình. Tuy nhiên thì mọi chuyện vẫn chưa có kết quả và diễn viên anh Đức vẫn một mình cứ lại lội trò bán thế này thì công cuộc xe duyên của Trấn Thành sẽ còn dài lắm đây. Rất quan tâm đến người bạn thân, Trấn Thành đã bán bạn thân trên khắp các chương trình nhưng nam MC vẫn chưa tìm được mối nào cho bạn. Xong đến ngày 14 tháng 2 năm 2021, anh Đức bất ngờ xác nhận bạn gái của mình là Uyên Tô, tên thân mật là Chris. Cả hai thậm chí còn dọn về sống chung một nhà và dự định cưới nhưng phải tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch. Tưởng như đã có một mái ấm hạnh phúc, thế nhưng anh Đức lại xác nhận mình trong tình trạng độc thân, xóa hết ảnh cùng bạn gái. Uyên Tô cũng hủy theo dõi bạn trai và viết tâm thư tố anh Đức phụ bạc. Theo đó, người này cho biết nam diễn viên đe dọa sẽ báo ban quản lý, cảnh sát khu vực can thiệp nếu như Uyên Tô không chịu dọn ra trong 2 ngày. Về phần Sam, cô nàng cũng rất thẳng thắn chia sẻ về quan điểm chọn người yêu của mình. Nữ diễn viên tiết lộ rằng người đó không cần quá giàu nhưng phải nhỉnh hơn về mọi thứ để có cảm giác an toàn. Nói đến đây, cô nàng tâm sự rằng thật ra trước đây em đã từng bị lừa mất tài sản trong một mối quan hệ, cho nên sau này những người mà không hơn hoặc ngăn mình về tài chính làm cho em bị dè chừng. Nhắc đến Sam, người hâm mộ nhắc đến những cụm từ giàu có, trẻ trung, sành điệu, vượt ngưỡng tuổi 30. Nếu MC vẫn đốn tim fan bởi những hình ảnh tràn đầy năng lượng, vốn sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, nữ diễn viên khi diện như bộ cánh hết tuổi lại không khác gì thiếu nữ đôi mươi. Sam cũng là người đẹp đình đám vì biết bởi độ tài giỏi. Bên cạnh những hoạt động nghệ thuật, cô cũng chăm kinh doanh giúp nữ diễn viên thu về số tiền lớn. Việc sắm xế xịn nhà sang của nữ MC đã không còn xa lạ, do vậy cô cũng đặt ra tiêu chí đối với bạn trai tương lai là sở hữu 30 đến 40 tỷ đồng. Còn nhớ trong đám cưới của Minh Hằng, Diệu Nhi là người đã bắt được hoa cưới. Liệu rằng vía kết hôn này có theo Sam và anh Đức luôn hay không? Đám cưới Diệu Nhi, anh Tú có rất nhiều điều thú vị khi cô dâu và chú rể chuẩn bị quà là các miếng dán dầu gió để khách mời tha hồ quẩy. Ngoài ra, trước giờ gờ, quản lý truyền thông của cặp đôi còn đưa ra nhiều chia sẻ dặn dò khá thú vị từ hai nhân vật chính. Cụ thể, bà xã anh Tú đã nhắn gửi là em Diệu Nhi đây, em xuất hiện để nhắc còn một tiếng nữa bắt đầu lễ cưới. Nếu ai đang chợp mắt nghỉ ngơi trong phòng thì mình dậy được rồi. Xin phép làm câu hát thúc giục mọi người thức dậy. Đám cưới của Diệu Nhi và anh Tú đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Mọi người đều vui vẻ gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cặp đôi chính của hôn lễ. Sau phần làm lễ, tất cả đang chuẩn bị tham gia bữa tiệc cũng như những màn ăn chơi quẩy tung trời thật sự vui nhộn. Chỉ có khách mời là những người thân thiết, chắc chắn mọi người sẽ có một buổi tối thật sự đáng nhớ.